Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tin tuần ở trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như các anh chị em của chúng ta cũng đã rất là quen thuộc ở trong quá trình mà theo dõi các cái video phân tích về thị trường của cá nhân Hùng Lê. Thì một tuần chúng ta sẽ có một video phân tích bộ ba tham chiếu chung thị trường. Đồng thời thì chúng ta sẽ view ở những cái danh mục rất là cơ bản, đúng không anh chị? Rất là, là gọi là phổ thông đó. đấy. Các mã cổ phiếu rất là phổ thông thì một tuần chúng ta sẽ có một bản tin và được áp lên trên kênh chứng khoán chiến binh điện tử có sóng và hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bản tin nữa bản tin ngắn để chúng ta phân tích lại bộ ba tham số chung của thị trường để chúng ta xem thử là à như vậy uh, phiên ngày hôm nay thì như vậy là với tín hiệu như vậy thì thị trường đang diễn biến tích cực hay tiêu cực và uh, chúng ta sẽ triển khai tiếp cái phương án phân tích ở trên bản tị, điểm tin tuần đó bởi vì một tuần chúng ta có đến 5 phiên giao dịch và thị trường chúng ta thì qua một giờ giao dịch nó đã, nó đã có những cái tín hiệu rất là khác rồi cho nên cái câu chuyện là chúng ta phải cập nhật thường xuyên và đặc biệt là các anh chị nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta chuyển về công ty cổ phần chứng khoán VPS và team của ông Lê để chúng ta cập nhật thêm những cái thông tin trực tuyến ở trên Zoom Zalo bởi vì trên Zoom Zalo thì gần như là thị trường chúng ta có những cái biến động gì á à, thì như vậy là chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta sẽ có những cái tín hiệu để cập nhật cho các anh chị em thì như thường lệ thôi bản tin phân tích tuần từ phiên giao dịch ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 phần một chúng ta sẽ view lại bộ ba tham đầu chung của thị trường trong tuần vừa qua phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view danh mục cổ phiếu trụ ngành bất động sản công nghiệp nhóm thép đầu tư công bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán và phần cuối bản tin thì chúng ta sẽ có một vài các cái tập hợp một vài các cái điểm nhấn mạnh để cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta sẽ có thêm những cái quan điểm những cái góc nhìn về tuần mới Ờ uh, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả các cái nội dung phân tích ở trên video mang quan điểm của cá nhân Hùng Lê. Chính vì vậy nên là các anh chị sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng, trước khi tham khảo. Uh, quan điểm chung thì vẫn như vậy rồi. Để các anh chị nắm được là chúng ta tránh những cái câu chuyện là chúng ta lên diễn đàn để chúng ta tranh luận về quan điểm. Đúng không anh chị? Nếu mà chúng ta có quan điểm khác, chúng ta có quan điểm chưa phù hợp, ok, các bạn hãy đi tìm những quan điểm phù hợp. Còn có những quan điểm phù hợp rồi, có những góc nhìn phù hợp rồi, ok, chúng ta làm việc với cá nhân Hùng Lê, được không ạ? Và và tư duy và tư duy của nhà đầu tư chúng ta nên như vậy không không chỉ cá nhân hùng lê mà rất nhiều những cái người khác rất nhiều những cái luồng thông tin khác và ở trên thị trường chứng khoán thì nó rất là nhiều nó vô vàn luôn đó và với các anh chị em khác chúng ta cũng tư duy như vậy chúng ta đi tìm kiếm à chỗ nào hợp chỗ nào hay chỗ nào ok thì chúng ta đến với nhau chỗ nào không hợp không ok thì thôi đừng có buông lời cay đắng đúng không? đấy câu chuyện nó là như thế và bản thân cá nhân hùng lê trưởng thành từ uh, từ một cái nhà đầu tư và bây giờ thì hùng có những cái kiến thức thức như vậy thì hùng chia sẻ lại cho cả nha, vâng ai thấy hay thì vỗ tay uh, ai không thấy hay thì ok chúng ta đi tìm những cái khác nó hay hơn và đấy là một cái quan điểm rất quan 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 điểm rất là happy và quan điểm của hùng lê thì cũng như vậy thôi uh, chúng ta đã làm việc với nhau quá lâu rồi và quá nhiều rồi và chúng ta rất hiểu nhau đúng không? Đúng rồi Uh, như vậy thì uh, chúng ta sẽ tắt cái này đi. Uh, đó và chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính. <laughs> Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi review lại bộ ba tham số chung của thị trường. Chỉ số VN-Index từ phiên giao dịch ngày 22 20 đến ngày 24. Đây các anh chị uh, thì như chúng ta đã có phân tích ở trên bản điểm tin tuần video số 228. Tuần này thì chúng ta dự kiến là gì? Ờ uh, VN-Index của chúng ta sẽ tiến về target 4 ở vùng 1285 điểm. Và về cơ bản thì phiên giao dịch của ngày thứ hai tức là ngày 20, VN Index chúng ta đạt target 1285. Và đến phiên giao dịch của ngày 24, bản chất trong phiên này chúng ta cũng có một cái điểm kéo lên vùng 1285 điểm trước khi mà thị trường của chúng ta có một cú rơi khá là mạnh. Thế thì hàng ngày, hàng tuần, à hàng ngày thì chúng ta kết thúc một phiên giao dịch chúng ta đã có những cái bản view đúng không ạ? Và đặc biệt là trong tuần vừa qua thì các anh chị à, chúng ta đã lưu ý đến cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 1265 điểm và biên sâu hơn gọi là hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 1257 đến vùng 1260. Đồng thời vùng cảng kỹ thuật chúng ta hướng về vùng 1285 và xa hơn thì có thể mút mát lên đến khoảng quanh vùng 1290. Và trên thực tế thì à, chính thức thị trường hoàn thành target 4 ở vùng 1285 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy Hùng đã có dự báo là gì chỉ số VN Index khả năng sẽ tiếp tục có gáp tăng bởi vì trong phiên giao dịch của ngày hôm qua chúng ta có hai cây đến giờ phục hồi khá là tích cực nên có thể cái đà hứng phấn sẽ tiếp tục đẩy chỉ số VN Index về quanh ở vùng 1285 điểm và các anh chị nhìn thấy cây đến giờ thứ nhất và đến cây đến giờ thứ hai thì VN Index của chúng ta chạm đến vùng 1285 và sau đó đến cây đến giờ thứ ba trong phiên sáng tức là kết thúc phiên sáng thì chỉ số VN Index chúng ta bắt đầu có điểm à, điểm quay đầu rất nhanh các anh chị rất nhanh tí nữa chúng ta phân tích phá sinh thì chúng ta biết quay về vùng 1273 điểm và đến phiên chiều thì tiếp tục quay về vùng 1265 và đến phiên chiều nữa tức là cây nến từ 13 giờ à, 14 giờ đến 15 giờ thì như vậy là chỉ số VN Index có thời điểm đã gãy qua vùng 1257 điểm tức là có nói đến ở đây là vùng 1255 thế thì câu chuyện nó lùi đến vùng 1250 nhưng nó lại kịp rút chân lên đây là một cái điểm rút chân này à, đây là điểm nhấn kỹ thuật của phiên kết tuần như vậy nó rút chân khá là xa đấy các anh chị nhá nó rút chân được đâu đó 11 điểm anh chị 11 điểm, đấy là một cái sự rút chân cũng tương đối. À tương đối là tích cực. Vậy thì với cái sự rút chân này thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Ở phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới, khả năng VN Index sẽ đẩy lại quanh vùng 1270 điểm. Rồi sau đó thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ quay trở lại nó test cung và các cái điểm ở chỉnh cung kỹ thuật thì về cơ bản là chúng ta sẽ tiếp tục à sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng 1260. Và đương nhiên biên ở đây chúng ta sẽ quay trở lại các cái điểm ví dụ 1255 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1250 ở đây để chúng ta xem thử rằng à VN Index chúng ta có thể test lại chắc chắn là nó test lại anh chị điểm này kéo rút chân lên này thì kiểu gì nó cũng sẽ lấp lại đó đấy là cái quy luật chung của thị trường nó sẽ là như vậy vậy thì sau khi nó lấp lại ở khoảng quanh vùng 1.200 năm điểm ở đây thì chúng ta xem thử à tại đây như thế nào xu hướng tiếp theo sẽ như thế nào trong trường hợp tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ đẩy lại à tất kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 1270 đến khoảng quanh vùng 1275 cơ bản là ở đây nó có cái cản đây thì khi mà nó tích lũy thành công như vậy rồi thì à, chúng ta sẽ có cái điểm 1270, 1273, 1275 đó là cái điểm cản ngắn hạn của chỉ số VN Index. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua thì như vậy là về mặt kỹ thuật đúng không các anh chị? Thì à, cá nhân đồng Lê đã phân tích cho các anh chị một cái target ở vùng 1320 và điểm xa hơn là vùng 1330 thì trong tuần vừa qua chỉ số VN30 chính thức hoàn thành target vùng 1320 ở phiên giao dịch ngoài 20 và sau đó thì nó bắt đầu ở à, test kỹ thuật và các cái điểm test cung thì như chúng ta đã có phân tích rồi, lần lượt ở vùng 1295 đến vùng 1300 điểm. Sau đó thì uh, uh, sau khi mà kết thúc của phiên giao dịch ngày 23 đúng không ạ? À, ngày 22 và chuẩn bị phiên giao dịch ngày 23 thì cá nhân đồng lê tiếp tục uh, phân tích cái vùng một đợi kỹ thuật 1280 đến vùng 1285. Đó, hàng ngày chúng ta có rất nhiều các cái video rất hữu ích cho các anh chị và chỉ cần chúng ta xem và chúng ta áp dụng Và tất cả hoàn toàn miễn phí. Sướng thế còn gì nữa? Xài miễn phí luôn, không có gì là có phí cả mà 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 chúng ta còn không xài nữa thì chúng ta xài cái gì nữa đúng không ạ? và sau khi kết thúc phiên giao dịch 23 thì như vậy ông Lê dự báo là gì? Ở VN30 chúng ta sẽ dự gáp tăng lên khoảng quanh vùng 1310 và sau đó nó sẽ chỉnh cung lấp gáp. Thì bản chất là cây nến giờ đầu phiên á, thì VN30 chỉ cung nhưng đến cây nến giờ thứ hai thì VN30 đã đẩy lên được đến vùng 1310 và sau đó thì cây nến giờ kết thúc phiên sáng thì ở VN30 chúng ta quay đầu rất nhanh. Đây là một cây điểm giảm điểm rất nhanh. Và cây nến giảm điểm này thì như vậy nó mất vùng 1295 và khi vùng 1295 bị mất thì như vậy là gì? sẽ là vùng 1280 đến vùng 1285 và cá biệt thì cây nến giờ kết thúc phiên uh, VN30 suýt soát chạm đến vùng 1270 cộng trừ 2. Thì cái vùng 1270 cộng trừ 2 ấy thì các anh chị có thể xem lại lùi lại lịch của tuần từ khoảng mùng ngày mùng 8 tháng 5. Ngày mùng 8 tháng 5 cho đến uh, phiên 15 ấy, đó thì tại thời điểm đó là cả cái tuần đó thì phân tích cái điểm 1270 cộng trừ 2. Trước khi mà VN30 của chúng ta có một lực uh, đánh mạnh lên vùng 1320 điểm ở đây thế thì cây nến giờ kết thúc viên cũng là một cây nến giờ khá là hay rút chân lên tuy nhiên cái điểm rút chân này thì theo quan điểm cá nhân của hùng lê thì phiên ngày hôm nay nó là khá khá yếu rồi khá đuối rồi anh chị và những cái điểm rút chân này thì nó mang tính tích thì thôi và có thể cái điểm rút chân này sẽ giúp cho chỉ số vn30 chúng ta đẩy lại ở khoảng quanh vùng 1290 và sau đó thì nhiệm vụ của thị trường ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới chắc chắn nó sẽ lấp lại vùng 1280 và điểm sâu hơn điểm sâu hơn đó là À, chúng ta sẽ tính toán đến cái biên 1270 cộng trừ 2 điểm và xích soát phiên ngày hôm nay là xích soát test đến vùng 1272 này các anh chị nhá đó test tư duy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta có thể kỳ vọng đảo long quay trở lại và các cái điểm đảo long quay trở lại thì đương nhiên vùng 1295 đến vùng 1.300 điểm đó sẽ là đây sẽ là cái điểm cản mà khi mà khi mà chỉ số vn30 chúng ta test tư duy thành công như vậy thì như vậy nó sẽ đẩy lại cái điểm đây và cái điểm này là cái điểm cản tâm lý khi thị trường phục hồi và khi chỉ số vn30 phục hồi thì đương nhiên chúng ta sẽ tính toán như vậy Bây giờ thì đây chúng ta hãy nhìn sang chỉ số phá sinh ở trong tuần vừa qua. Thì về mặt kỹ thuật là phá sinh ở trong tuần vừa qua. Thứ nhất là hoàn thành target mục tiêu ở vùng 1320, còn target cao hơn ở vùng 1330 thì chưa hoàn thành. Đồng thời thì như vậy là trong cái quá trình mà phân tích thì hàng ngày cũng, cũng đã có những bản tin tổng hợp cho các anh chị rồi, rất là chi tiết đúng không ạ? Rất là chi tiết. Và uh, chúng ta nói đến uh, chúng ta nói đến cái phiên giao dịch của ngày hôm nay đi, bởi vì là tất cả những cái phiên giao dịch ở trong tuần vừa qua thì hùng đều có bản tin, đều có bản tin hàng ngày. Thì kết thúc phiên giao dịch của ngày 23 chuẩn bị phiên giao dịch ngày 24 thì chúng ta đã có những cái nội dung là phân tích về chỉ số VN30F1M. Trong đó thì chúng ta còn nói đến cái câu chuyện là à khả năng là chỉ số VN30F1M sẽ đẩy gấp tăng lên quanh vùng 1305. Thì ngay từ đầu phiên giao dịch á thì nó test này, nó test trước rồi nó mới đẩy, tức là nó test trước cái biên 1290 1293. Đúng không ạ? Và nó test sát đến vùng 1290 thì nó có một cái lực đẩy sát về vùng 1305 và sau đó thì ở à đấy cái cây nến giờ kết thúc phiên sáng là cái cây mà phải sinh họ đảo hiểu rất là nhanh và sau khi nó sọc thì nó sẽ sọc ở đâu thứ nhất đó là cái biên 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 gì nhỉ biên ở đây là biên 1283 năm đấy nó phải sọc về cái điểm 1283,1285 đã đó và sau điểm này bị thủng thì như vậy nó mới về đến cái biên hỗ trợ mà ông đã có phân tích cho anh chị đây đó là vùng 1278 đến vùng 1280 có thời điểm tụt về đến suýt soát vùng 1270 cộng trừ 2, 70, 2 tức là nó cũng song trùng với cái câu chuyện của chỉ số vn30 nó có hỗ trợ quanh ở uh, biên 1270 cộng trừ 2 kịp rút chân lên uh, tuy nhiên các điểm rút chân này thì theo quan điểm của hùng thì nó cũng không đáng kể có thể là gì có thể cách tạo lập là chỉ số này sẽ tiếp tục được đẩy lại uh, sẽ có gáp kéo lại ở khoảng quanh vùng 1285 1286 sau đó thì nhiệm vụ là gì tiếp tục lớp 1278 à, và điểm sâu hơn thì sẽ là vùng 1270 cộng trừ 2 và sâu hơn nữa thì trong tuần tới chúng ta sẽ phải tính toán đến cái điểm hỗ trợ tiếp theo ở quanh vùng 1265 điểm anh chị nhá. Thì trên cơ sở tích lũy thành công ở những cái điểm này chúng ta sẽ tiếp tục đại đánh giá ở trong phiên giao dịch trực tuyến. Đó, à, thành công rồi thì như vậy là chúng ta mới bắt đầu ở à, dự báo cái 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 xu hướng đảo long và đảo long thì nó sẽ quay về được khoảng quanh vùng 1290 đến khoảng quanh vùng 1295. Đó là dự báo sớm là như vậy. Còn các cái nội dung chi tiết thì chúng ta sẽ phải vào phiên giao dịch để chúng ta có thêm cái sự phân tích trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN-Index ở trên chart kỹ thuật kỹ thuật ngày đúng không ạ? Sóng chỉnh A, sóng hồi B. Và sóng hồi B thì như vậy là chính thức ở trong tuần vừa qua thì như vậy đồng Lê đã đưa được cái target kỹ thuật về đến vùng 1285 điểm, target 4 của sóng hồi B. Thì sau đó thì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta đang hiện tại là sau cái nến doji Đấy, sau cái nến doji thì cũng đã có phân tích cho anh chị rồi. À, chúng ta có một sọc, một long và phiên ngày hôm nay là một sọc, tức là sọc long sọc ở đây ở vùng đỉnh và uh, có thể là gì ở uh, vùng cản và tạo lập họ kéo lên họ họ xả kéo xả hàng và liên tục như vậy và nhà đầu tư là cái nhà đầu tư nhỏ lẻ cái đoạn này mà ngáo nhá ngáo là coi như đứt luôn các anh chị liên tục mua xanh bán đỏ mua xanh bán đỏ và nó đánh khoảng tầm độ vài vài kèo như thế này là coi như thế hoa hoa mắt chóng mặt Đó, à, hoa mắt chóng mặt và coi như thất bại luôn đó, và cái câu chuyện ông có chia sẻ là trên thị trường chứng khoán thì chúng ta chỉ có phòng và chúng ta không có chống đúng không ạ và các bản tin hàng ngày thường đã nhắc các anh chị rất kỹ cái câu chuyện này các anh chị cứ xem lại đi đó và đó là những giá trị mà mang lại cho các anh chị hoàn toàn miễn phí các anh chị hoàn toàn miễn phí không có gì tính phí ở đây cả đấy và tất cả những cái chia sẻ đó là rất là chân thành thế thì cái câu chuyện ngày hôm nay là index của chúng ta chạm cản và sọt sâu tức là đây là một phiên thì bún sáp bún sáp các anh chị để kéo cái dòng tiền nhỏ lẻ vào và các anh chị hưng phấn là là coi những phiên ngày hôm nay là đứt phân phật luôn t không đứt phân phật luôn những anh chị nào mà mua ở phiên sáng mà chúng ta không có vị thế mà chúng ta lại full mặt zin quả này là coi đứt phân phật luôn thế thì câu chuyện ở đây là gì cây nến của ngày hôm nay thì rất may các anh chị rất may là index rút chân lên trên vùng 1257 điểm mặc dù cái điểm rút chân này thì bây giờ chúng ta chưa thể khẳng định được là à nó tốt hay nó tích cực hay là như nào nhưng ít nhất là nó rút chân lên được cái điểm đó thế thì cái câu chuyện khi nó rút chân được như vậy thì có khả năng nó sẽ có phiên bồi. Tức là sẽ ở phiên giao dịch của ngày thứ hai khả năng nó sẽ bồi ở đầu phiên, tức là nó sẽ hồi lên và sau đó nó sọc tiếp. Thì đấy là một cái kịch bản mà các anh chị lưu ý. Và cái điểm chú ý nữa là phiên ngày hôm nay là khối lượng thanh khoản đã đạt 1,2 tỷ, 1,245 tỷ cổ phiếu khớp lệnh trên sàn hốt. Đây là một mức cực cao. Và nó các anh chị nhìn thấy đường A21 ở đây và đây là một cái lực bán cực kỳ lớn cho thấy nhà đầu tư quyết liệt bán. Các anh chị nhà đầu tư quyết liệt bán. Đó. Vậy thì sau một cái nến doji nhà đầu tư quyết liệt bán, đồng thời chỉ số VN Index của chúng ta đang vi phạm nghiêm trọng một số các cái à chỉ báo kỹ thuật thì đó sẽ là một cái một cái gì đó mà các anh chị em tự tự ấy nhá, chúng ta tự, tự 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 nhìn nhận và chúng ta tự đánh giá. Và trong các cái bản tin hàng ngày thì cũng đã có view cho các anh chị về cái sự vận hành của chỉ số VN30. Đỉnh một ở đây trong cái nhịp cũ và đỉnh hai đây nó cao hơn một tí. Và bản thân thì khi mà chúng ta nói đến chỉ số VN30 ở trong nhịp này thì đây là đỉnh một và đây là đỉnh hai. Đó. Và À, chúng ta có nói đến những cái hình tượng à, mô phỏng những cái hình tượng thế nào gọi là tích cực và thế nào gọi là tiêu cực. Và cây nến của ngày hôm nay thì vô hình dung của nó lại lấp lại hết cái nỗ lực phục hồi. À, nỗ lực phục hồi của phiên 23 tháng 5 với lực bán tương đối mạnh. Và các anh chị nhìn thấy là kể từ phiên giao dịch à, kể từ đây này. Kể từ phiên giao dịch 20, tức là cả tuần vừa qua thì thanh khoản thanh khoản bắt đầu được đẩy lên. Điều đó cho thấy là gì? À cái lực bán nó bắt đầu phân phối ở cái vùng này tương đối mạnh đó và khi cái lực bán đã phân phối tương đối mạnh như vậy rồi thì chúng ta làm gì các anh chị hả đó các cái biện pháp nghiệp vụ chúng ta làm gì ạ chúng ta hạ mặc zin bớt đi đúng không ạ à, những cái đó thì ông nói rồi chứ không phải đến phía nay mới nói đúng không ạ hạ, hạ, bớt mặt zin đi rồi các cái tài khoản mà chúng ta đang phun cổ phiếu thì chúng ta bán bớt đi những cái cổ phiếu có lãi chúng ta chốt dần đi đấy và trên thị trường chứng khoán thì biết đủ là đủ không ai cái lòng tham nó vô đáy lắm các anh chị và chúng ta biết đủ thôi và chúng ta nhìn nhận rằng à như vậy là được rồi đạt rồi à thì chúng ta bằng lòng với những cái gì mà chúng ta đang có và hiện tại với một cây nến kết phiên như thế này Thì có thể nếu như trong trường hợp mà phiên giao dịch của ngày thứ hai Nó lại nã cho anh chị một cây nến như thế này nữa Đúng không ạ? Và Ở à đây Và và cái câu chuyện là ví dụ VN30 chúng ta phải thủng nốt cái chỗ này nữa này Thủng mốt, nốt cái vùng 1266 nữa thì như vậy là căng à, Rất căng anh chị nhá Đó thì các anh chị lưu ý là chúng ta tránh cái trường hợp nó chúng ta tránh chúng ta chúng ta phòng tránh trước đi các anh chị chứ còn khi mà thị trường mà nó ào ào nó đi như này thì nó lên thang bộ và nó xuống thang máy thôi và nó chỉ chỉ cần khoảng tầm độ nó dã cho chúng ta khoảng tầm 3 phiên 4 phiên giao dịch là thôi nhưng chúng ta dã hết chân tay rồi và cái lúc mà chúng ta cần bung sức ở dưới này thì chúng ta còn sức nữa đâu đúng không ạ chúng ta kẹp hết ở trên này thôi đó thì cái câu chuyện là như vậy và mà chúng ta nên cố gắng để chúng ta tránh thôi chứ còn ở trên thị trường chứng khoán thì không có cái gì là tuyệt đối cả các anh chị nhé à, tất cả mọi thứ nó mang tính chất tương đối tương đối và chúng ta lựa làm sao đó trên cái tương đối đó thì chúng ta chọn lựa được những cái cách thức đầu tư hoặc là cái phương pháp nó tối ưu. Rồi chúng ta đi vào nội dung phần thứ hai cũng sẽ view nhanh qua danh mục các cái mã cổ phiếu rất là cơ bản. mở với giờ thì như chúng ta đã có phân tích rồi, không thủng năm thì cứ ôm chặt hàng thôi và bản thân ở trong tuần vừa qua thì như vậy là mời giờ tiếp tục. Uh, tiến về target kỹ thuật 62 ở trong phiên giao dịch ngày 23 và sau đó thì ở phiên ngày hôm nay thì chung thôi, chung cả thị trường thôi nó bị chốt và tất, nhiên là cái nến giờ cuối phiên nó có cái sự phục hồi tự nhiên dự suy <laughs> thì khả năng là gì nó sẽ tiếp tục quay lại vùng 58 59 test tích lũy. Đó và test tích lũy thành công thì như vậy mục tiêu nó vẫn lại là 60 rồi 62. Còn nếu thủng 57 thôi bán. Đó, đó là quan điểm rõ ràng như vậy. Cổ phiếu Mansan thì trong tuần vừa qua dự báo điểm chỉnh 74 và công cản 78 trên thực tế thì nó công được 77.5 cộng đúng không anh đây. Thì như vậy là nó bắt đầu nó quay về chỉnh cung phiên qua có phục hồi nhưng phiên này lại quay trở về test như vậy tuần tới ở khoảng quanh vùng 72, 73. Tiếp tục ngắm xu hướng tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại hướng về vùng 75 và mục tiêu ngắn hạn sẽ là 78 cổ phiếu Vinamilk nhìn chung thì Vinamilk là một cái trụ mà nó đang yếu nhất uh, trong cái đội mà chúng ta lọc ra để chúng ta phân tích trong tuần dự kiến ở quanh vùng 66 rồi nó bật lên tuy nhiên trên thực tế là nó test 66 và nó thủng thì nó lại quay trở về cái điểm 65.8 đến vùng uh, 66.5 65.8 đây đó thì phiên ngày hôm nay đã ở uh, phiên ngày 22 23 và đến phiên ngày 24 thì nó đều quay trở về đây như vậy tuần tới thì khả năng biên hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 65.5 đến 65.8 tiếp tục uh, Dự báo test tíchi thành công và mục tiêu thì như vậy 67 67.5 sẽ hướng lại vùng target cái thuật này. Z là một mã cổ phiếu trụ thành công ở trong <laughs> trong tuần vừa qua. À, sau khi mà di chia thì như vậy là di tiếp tục break đỉnh và phiên giao dịch của ngày 23 thì giao dịch khá là tốt khi tiếp tục tiệm cận lên vùng cả kỹ thuật quanh vùng 62 ở phiên ngày hôm nay test lại vùng 59.7 và có độ rút chân lên tuy nhiên khả năng tuần tới thì nó di sẽ tiếp tục quay lại vùng 59.7 và điểm sâu hơn sẽ là khoảng vùng 58.5 đến vùng 59 tích lũy thành công vùng này thì mục tiêu như vậy thôi khả năng là sẽ ngắm lên vùng 62 đến khoảng 62 đến khoảng quanh vùng 63 BVH ở trong tuần vừa qua cũng đã có một cái tín hiệu giao dịch rất là tuyệt vời, lực cầu quay trở lại mạnh mẽ và đặc biệt là trong tuần vừa qua thì nhóm ngành nhóm ngành bảo hiểm các anh chị từ mã cổ phiếu MIC này, BIG này, rồi MIC này, rồi một số các cái mã cổ phiếu là 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 đã tăng cực kỳ tốt và BVH cũng như vậy. Thì đối với BVH là chúng ta có phân tích dự báo cái điểm hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 40.5 và bản thân thì trong cái tuần từ 13 đến 17 thì như vậy là chúng ta đã có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt. Mục tiêu ở trong tuần này thì công lên vùng 41.5 sau đó hướng về vùng 42.5 và trên thực tế thì cây nến của phiên ngày 23 là một cây nến cực kỳ khỏe giúp cho cổ phiếu kịch trần và phiên ngày hôm nay thì tiếp tục công lên đến cái điểm cản tiếp theo đó là vùng 45.5 45 và hiện tại thì nó đang có những điểm test cung trở lại tuần tới dự kiến sẽ test lại quanh vùng 43 43.5 test tích lũy thành công thì mục tiêu trong ngắn hạn sẽ công vùng 45.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 47 <laughs> Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là bất động sản khu công nghiệp. Cổ phiếu ITA uh, trong tuần ở uh, thì chúng ta cũng đã có dự báo các cái điểm cảnh thuật ở vùng 5.3 sau đó sẽ hướng lên vùng 5.5. Bản chất thì phiên giao dịch của ngày 21 22 là nó đạt lên đến vùng 5.3 và đến phiên giao dịch ngày 24 là phiên ngày hôm nay thì ITA có một cái thông tin và cổ phiếu đã tăng kịch trần. Uh, lên vùng 5.59 siết sát ở vùng cản 5 5.6 như vậy thì đây là một cái nến kéo khá là bất ngờ nên là cái câu chuyện là gì nó sẽ quay trở lại những cái điểm khả năng là 5.45 đến vùng 5.5 ở à, test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta dự báo vượt 5.6 và điểm xa hơn sẽ hướng về vùng 5.8 KBC đang giao dịch rất là đẹp đấy đang giao dịch rất là đẹp nhưng đến phiên ngày hôm nay thì hết đẹp luôn <laughs> Ở trong các tuần tuần trước thì chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó là 30.3, 30.5 và dự kiến ở trong nhịp này thì KBC sẽ hướng lại vùng 32.5. Tuần này thì nó lên được vụ đến vùng 32 được các anh chị. Như vậy nếu như chúng ta mua 30, 30.3 cho cho 30.5 đi và chúng ta lên 32 chúng ta cũng ăn được 1 rưỡi Và phiên ngày hôm nay thì nó cũng chịu áp lực chung với thị trường thôi. Đầu phiên tăng khá là tốt nhưng mà cuối phiên thì lại xịt. Như vậy tuần tới thì lại 30.3 30.5. Kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy mục tiêu sẽ hướng lại vùng 32 32.5. SZC SZC 42.5 42.7 là biên hỗ trợ kỹ thuật và dự báo SZC sẽ lên đến vùng 45.5 trên thực tế thì nó lên được đến vùng 41.5 và nó không thể bứt thoát qua ở đây nó hình thành một cái cản xuống ngắn ở trong thời điểm ngắn hạn và phiên ngày hôm nay thì nó cũng chạm cả xuống hướng ngắn này và sau đó nó bị xoạc lại chung với cả thị trường. Như vậy tuần tới ở quanh vùng 41, 41.5, 41.3 test lý thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tính toán cái điểm đảo long để uh, giúp cho SSC chạm lại kênh xu hướng. IDC cây nến giờ kết phiên cũng là một cây nến giờ hết sức ngoạn mục nó giúp uh, cho IDC nó bật lại một cái tín hiệu lạc quan thì về cơ bản trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích cho các anh chị ở điểm 62 62.4 và target mục tiêu thì ở khoảng vùng 65 66. Trên thực tế thì nó đạt truy soát đạt 65 và ngày hôm nay thì nó test cung và các điểm test khá là đẹp đấy. Có điểm này nó test khá sâu nhưng cây đến giờ phục hồi. Thì với cái sự phục hồi như vậy thì có thể tuần tới nó sẽ chỉ có à, nó sẽ quay trở lại nó test lại ở khoảng quanh vùng 62 62.5 và nó lại tiếp tục công lại vùng 65 đến khoảng vùng 66. Con IDC này thì cái tính cơ bản của nó khá là tốt và nói chung cái tính tạo lập khá là hay bởi vì nó cũng ít tức là cái cách đi của nó khả năng cái thanh khoản của nó cái, cái cái lượng tổ chức họ nắm giữ khá là nhiều ấy. nên là thành ra là cái cách đi của nó đôi lúc nó cũng khác khác thường khác người đấy. V, vgc đấy vùng 54.2 cộng cộng trừ hai đấy các anh chị này và target kỹ thuật một là năm sáu đạt luôn Ở phiên ngày hôm nay thì đạt năm sáu rồi và target hai ở vùng 57 đến vùng 58 thì đấy thì chưa đạt nhưng mà ít nhất là nó đạt được cái target ở vùng 50 56 và đây có một cái điểm sọc lại. 53 53.5 sẽ là biên hỗ trợ tuần mới. Test tư lũy thành công thì đảo long thì như vậy là lại hướng lại vùng 55.5 đến khoảng quanh vùng 56. Tiếp ở trong tuần vừa qua cũng Nói chung là suy soát tí nữa thì đạt cái vùng cản target mục tiêu ở vùng 25.5 nó đánh lên được đến vùng 25.4 rồi. Và chỉnh cung chỉnh cung anh chị như vậy là gì vùng cản kỹ thuật thì đừng có mua nữa đúng không ạ vùng hỗ trợ dưới này thì mua mua có khi lại còn có ăn đấy rồi thế thì đây là một cái lực chỉnh tương đối là mạnh và đây anh chị bán mạnh và tín hiệu đường ma thì nó cắm 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 đầu xuống này. Đấy. và nó cắm bắt đầu từ khoảng vùng giá 25 thì nó bắt đầu nó cắm xuống như vậy tuần tới thì ở đây nó là cái biên gì nhảy biên 23.3 đến 23 đây chính là cái vùng hỗ trợ trước này thì bây giờ chúng ta đưa ở đây test tích lũy thành công test tích lũy thành công vùng này thì như vậy là chúng ta lại hướng lại vùng cản kỹ thuật 24.5 bản thân thì phiên ngày hôm nay uh, tiếp có độ rút chân tuy nhiên độ rút chân này thì theo quan điểm của vùng nó cũng không đủ để nó thay đổi cục diện của thị trường cũng như cổ phiếu rồi uh, bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích sang nhóm cổ phiếu thép HPG ở trong tuần vừa qua chúng ta thực hiện quyền mua quyền chia cho nên là tất cả cái chạc kỹ thuật là chúng ta cần vẽ lại cái gì nhá vẽ lại đấy thì ví dụ như là trước đây chúng ta vẽ ở vùng 31 31.5 là vùng cản đúng không ạ thì đâu đó bây giờ nó nó nó, rơi xuống dưới này này đấy, nó rơi xuống dưới này và giá sau chia và chúng ta sẽ là làm việc với hòa phát với giá sau chia thì với sau chia thì chúng ta có một vùng 28.3 28.5 là biên hỗ trợ kỹ thuật và cản kỹ thuật trên là vùng 29 229 29.5 Phiên ngày hôm qua thì chạm 29.5 và phiên ngày hôm nay thì nó bắt đầu chỉnh cung, như vậy tuần tới à, tiếp tục quay trở về vùng 28 28.5, test tích lũy. Đánh giá ở đây, à, test tích lũy thành công, đảo lo thì như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm 29 29.5. Cổ phiếu Nam Kim, ở đây chúng ta thấy rằng là <laughs> như chúng ta phân tích Nam Kim sẽ dự kiến là nó sẽ công lại vùng 25 và điểm xa hơn sẽ là vùng 26. Trên thực tế thì trong tuần vừa qua nó đi được đến vùng 25.7 và Ờ, nó ngập ngừng ở quanh à, quanh cái target kỹ thuật 1 và đây điểm này thì suýt soát vùng 26 luôn xét về bản chất thì như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là các cái mục target mục tiêu ở trên này thì gần như là à, à nam nam kim cũng đạt được rồi và đấy các anh chị à, gần đến cái vùng cản rồi các anh chị cứ máu làm cái gì nhỉ đây ba cây này nó dã cho thì t không đã xanh hết mắt rồi đấy Kỳ vọng là gì của 24 đây này, vùng 24 24.3 này này tuần tới nó không thủng nhá. Rồi nó tích lũy thành công ở đây thì khả năng cao nó sẽ vượt lại vùng 25.5 đến vùng 26. và Cơ bản thì chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng ở vùng 24 bởi vì ở tuần từ ngày 13 đến ngày 17 như vậy vùng 24 nó đang giữ tương đối là tốt. Cổ phiếu Hoa Sen HSG <laughs> Thì đối với cổ phiếu hoa sen ở đây anh chị nhé à, tuần vừa qua chúng ta dự báo tăng cái một quanh vùng 22 và điểm 2 sẽ hướng về vùng 23 nhưng trên thực tế là nó đi mắc được vùng 22.5 điểm hỗ trợ kỹ thuật vùng 21.5 thì nó test nhìn một nó vòng lên và điểm phiên ngày hôm nay nó test vùng 21.5 có độ rút chân Tuy nhiên là với lực bán như này thì cái độ rút chân này đánh giá là nó sẽ tiếp tục quay lại thôi anh chị tuần tới thì ở quanh vùng 21 21.3 21.2 kỳ vọng tích lũy thành công ở vùng này và tích thành công ở vùng này thì như vậy là gì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng 22.5 đến khoảng quanh vùng 23 VGS là một cái mã cổ phiếu nó đánh T0, T1 cực kỳ hay và trong tuần vừa qua thì nó cũng là một mã cổ phiếu rất là thành công khi mà nó hoàn thành được cái target mục tiêu tiếp theo ở vùng 35 và suy soát tí nữa thì nó lên được đến cái target thứ hai và chúng ta đặt ra ở vùng 38 lên được sát 37 thì nó bắt đầu nó chỉnh cung chung cả thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay ở đây thì chúng ta có tuần tới thì chúng ta sẽ có điểm 31 điểm xa hơn sẽ là điểm 32 khả năng nó sẽ tích lũy ở quanh vùng này đó tích thành công thì mục tiêu mục tiêu trong ngắn hạn thì khả năng là gì nó lại tiếp tục tiến về vùng cản 35 và điểm xa hơn vùng vẫn đặt ở vùng 38 bởi vì con VGS này thì hiện tại nó đang ở trên trên trạc kỹ thuật tuần cái điểm các cái điểm view kỹ thuật của nó cực kỳ là tốt cổ phiếu TLH ở đây đó từ vùng 7.5 và chúng ta phân tích target ở vùng 8 và điểm target tiếp theo ở vùng 8.3 thì cây nến của phiên giao dịch ngày 23 là tí nữa là đạt luôn và sau đó thì nó chỉnh cung hôm nay thì có cái lâu nến cũng khá là dài <laughs> tức là cái vùng <laughs> 7.5 các anh chị 7.5 trở thành lại tiếp tục trở thành những điểm hỗ trợ đây này, này. viên này chạm 7.5 thì nó rút lên 7.7.8 nó rút 0.13 đấy cũng, cũng cơ bản đấy chứ không phải ít <laughs> không phải phải nhìn phải, phải, phải ít đâu thì như vậy là khả năng là gì tuần tới nó sẽ tiếp tục vùng 7.5 7.6 chưa chỉ chạy được đâu đó rồi lại tiếp tục vùng 8 và vùng 8.3 ngắn hạn sẽ như vậy nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công <laughs> thì đối với đầu tư công ở trong tuần vừa qua thứ nhất là gì ở hai mã cổ phiếu giao dịch khá là tốt đó là mã cổ phiếu KSB và PLC thì trong <laughs> tuần vừa qua thì chúng ta có phân tích cái các kỹ thuật ở quanh vùng 23 và nó xích soát nó đạt được phiên ngày hôm nay thì nó chỉnh nó chỉnh chung chỉnh cùng chung với cả thị trường thôi và ở đây nó chạm vùng 21.7 và nó đang có sự rút chân đi lên Nhưng khả năng với lực với lực đánh khá là mạnh như thế này ấy, thì cái vùng 21.7 theo quan điểm kỹ thuật của cá nhân Hùng Lê là nó khó để nó trụ lại được khó để nó trụ lại được và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cần thêm cái tín hiệu nến ở đây để chúng ta phân tích. Và trong trường hợp nếu nếu như mà KSB mà bị thủng vùng 21.7 thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải tính toán đến ở khoảng quanh vùng 21.1, 21.2, tức là quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.2. PLC ở trong tuần cũng có một cái target cực kỳ tuyệt vời, gần như PLC nó cũng hoàn thành được những cái target mục tiêu cực kỳ cao. Đó là vùng 30 30 sau đó nó chỉnh cung một phát và nó kéo lên đến vùng 33 cơ 33 33.5 ở đây này rồi phiên ngày hôm nay nó mới bắt đầu nó quay trở về nó test cung và trên góc độ à đây hôm nay nó test một phát ở đây xong nó cũng rút chân lên tuy nhiên cái điểm rút chân này thì theo quan điểm của hùng là nó 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 nó, chưa đạt và nó sẽ có hai cái điểm test các anh chị tuần tới 30 hoặc là vùng 29 <laughs> đó tại đây thì chúng ta mới đánh giá cái gì đánh giá cái xu hướng à, test cung tích lũy thành công chỉnh cung chỉnh nền thành công đảo long thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu á à, à, tính toán lại cái điểm hỗ trợ à, điểm kháng cự tiếp theo đó là vùng 32.5 33 33.5 32 VCG trong tuần ở à, phân tích ở vùng 24.5 đến vùng 24.6 ở đây là biên hỗ trợ và target tuần sẽ đạt ở vùng 23.5 trên thực tế thì VCG lên được đến vùng 23.4 thì nó sọt chung thôi và phiên ngày hôm nay thì như vậy là VCG cũng sọt chung với cả thị trường và cây nến <laughs> cây nến cây đến giờ kết thúc phiên thì nó có một cái điểm rút rút khá là 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 sâu ấy ở quanh vùng 22.2 tức là nó đúng cái biên hỗ trợ bên này thì nó rút chân lên ở tuy nhiên cái điểm rút chân này thì một cây đến giờ như vậy nó sẽ không không phản ánh được xu hướng và, và 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 khả năng thì cái cách thức vận hành tiếp theo thì nó sẽ quay trở lại tuần tới thì chắc chắn là nó sẽ quay trở lại ở quanh vùng 2.2, 2.3. đó rồi nó tích lũy lừng khừng lừng khừng ở đây này nó giống những nhịp này rồi sau đó thì chúng ta mới tính toán được cái xu hướng đảo chiều cổ phiếu FCN ôi chà đấy trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến FCN ở ta uh, target kỹ thuật ở đâu đó khoảng quanh vùng 16 nha tức là nó vẫn gặp cái điểm cản 16 ở đây rồi uh, sau đó thì nó test này và phiên ngày hôm nay thì như vậy là FCN đã bị uh, lực sọc tương đối là mạnh và cây nến giờ kết thúc phiên thì là một cây nến nhấn chìm một cây nến nhấn chìm rất là sâu rất là sâu các anh chị như vậy tuần tới sẽ ở vùng 14.5 và tại cái vùng 14.5 này thì uh, chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ phải uh, tiếp tục phân tích, xem thử là à như vậy khi mà cổ phiếu về đó thì uh, cái mức độ tích lũy ở đây nó như thế nào và khi đó thì chúng ta mới uh, có thể dự báo được cái xu hướng tiếp theo. Cổ phiếu uh, LCG. Chưa đạt ta kỹ thuật thì phải, đúng không? LCG chúng ta dự báo ở vùng 12.8 lên được đến vùng 123 thôi, 127. Ờ lên được đến vùng 123 thôi và nó bắt đầu nó quay trở về tích lũy. Phiên ngày hôm nay có rút chân. Đấy, có rút chân lên, một cái râu nến cũng tương đối là dài. Tuy nhiên là cái việc mà rút chân như này thì nó cũng chưa thể gọi là gì, nó chưa thể gọi là uh, gọi là happy được đâu anh chị. Và khả năng với cái cách mà nó bị mất vùng 119 thì nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 113 đến vùng 114. Rồi tại đây chúng ta sẽ phân tích tiếp. Cổ phiếu HHV <laughs> trong tuần vừa qua có vùng 13.5, 13.6 là cản. Phiên ngày hôm nay thì gãy 13 nhưng mà nó kịp thời rút chân lên vùng 13 cộng. À, ờ, tuy nhiên một cây nến đó thì nó cũng chưa đủ, chưa đủ để chúng ta dự báo là à như vậy là ngon. Khả năng thì vùng 12, 4, 12, 6 sẽ tiếp tục quay trở lại đây chính là nhịp này. Rồi sau khi quay lại xong đúng không ạ? Test tích lũy thành công, đảo long rồi nó nhiều các yếu tố kỹ thuật lắm anh chị và tại đó thì chúng ta quan sát tiếp tại cái vùng này Rồi đảo long thành công rồi thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục gì ngắm 13.5 thôi câu chuyện nó là như vậy hỗ trợ và kháng cự rồi nhóm ngành phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư trong tuần vừa qua thì phiên giao dịch của ngày 20 21 tức là cái phiên giao dịch đầu tuần thì khá là hay nhưng mà cái nến <laughs> chốt tốt tốt tuần thì hơi đuối anh chị nhé Xeo 18, 9, 19, <laughs> Dự kiến vùng 20 Nhưng mà trên thực tế thì lên được đây Đến vùng 19, mấy đến này 19, 8 Rồi nó tụt Và cây đến cái tuần thì mất vùng 18,9 Như vậy sẽ hướng về vùng 18 Đến khoảng vùng 18, 2 HDG thì siêu phẩm rồi <laughs> Rất đẹp Và bản thân ở trong tuần vừa qua thì gần như HDG đã đạt được Những cái target kỹ thuật cực kỳ cao sau khi đạt cái target 30 thì nó kéo một mạch lên đến vùng 33.5 đến vùng 34 chứ còn giảm cạn vùng cạn rất là mạnh và trong phiên ngày hôm nay thì như vậy HDG bắt đầu quay trở về chỉnh cung và các điểm chỉnh cung của HDG cũng khá là đẹp tuần tới thì khoảng 31 31.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 30 Ở à, tại đây thì <laughs> Hùng sẽ tiếp tục đánh giá xu hướng HDC cũng đẹp kéo rất là là nét nét luôn đó thì HDC trong tuần thì chúng ta dự kiến là nó sẽ test lại quanh vùng 30 và hướng target vùng 32 nó khuyến mại thêm cho một nghìn rưỡi nữa là nó lên được đến vùng 33.5 và nó bắt đầu rơi thì ở đây thực ra là 32 là cản này sau đó đến vùng 33.5 đến vùng 34 lại là cái cản tiếp theo nếu như các anh chị mà chúng ta học về phân tích kỹ thuật thì các anh chị sẽ rất dễ dàng nhận ra đây là cái vùng cản và những anh chị em mà đua vào đây chính là đua đúng đúng cản rồi vậy thì tuần tới nó sẽ ở vùng 30 30.5 năm à, tiếp tục test tích lũy à, test tích lũy ở vùng đó mà thành công thì nó mới đảo lo được các anh chị nhé còn nếu như trong trường hợp nó thất bại thì như thế nào thì chúng ta phải tính toán ở vùng 28 25 năm Câu chuyện là về đến đây thì như vậy là chúng ta sẽ phải gì? <laughs> chúng ta phải xem Còn như thế nào gọi là test tích lũy thành công thì Hùng đã có giải thích cho các anh chị một số các cái video trước rồi Chúng ta sẽ không nói lại Năm năm ở trong tuần cũng hoàn thành cái target kỹ thuật ổn Đấy Test tích lũy thành công ở vùng 43 và chúng ta đặt target ở 46 Đây này, suy sát 46 nhá Rồi xong nó đạt đến 46 thì nó chỉnh và phiên ngày hôm nay thì nó cũng rút chân khá là khỏe Nhưng mà cái điểm rút chân này thì theo quan điểm của Hùng là nó cũng chưa chưa ổn lắm đâu tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục ở vùng 40 42.543 đây điểm này test tự nhiên thành công mục tiêu sẽ hướng lại quanh vùng 41.5 đến khoảng vùng 46 cổ phiếu KDH <laughs> đây target 37 thì đạt rồi và nói chung là cái nó không đủ động lực động động lực để nói gì nó nó bứt qua vùng 37 cộng nói chung là lanh quanh vùng 37 372 thôi và phiên kết tuần thì nó bị vỡ cái vùng 36, 3 với lực sò khá là mạnh đây cây nến rút chân lên tuy nhiên điểm rút chân này thì theo quan điểm của Hùng là nó sẽ test lại như vậy tuần tới ở vùng 35 35.2 <laughs> tiếp tục uh, <laughs> phân tích cái hỗ trợ này và trong trường hợp tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tính toán cái phương án đảo long còn trong trường hợp thất bại ở vùng 35 thì uh, ông ừ, sẽ cần phải tính toán các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo đạt phương thì trong thời gian vừa qua nó cũng là một mã cổ phiếu có thể gọi là siêu phẩm rồi suýt à, soát 6x các anh chị 6x là gần như cũng mắc target thì ở trong tuần thì chúng ta đạt được cái target ở vùng 57 năm 58 năm và điểm này thì có khuyến mại thêm cho tí target 60 thì chưa đạt và hiện tại thì như vậy là chúng ta thấy rằng là phiên ngày hôm nay thì như vậy là đạt phương cũng bắt đầu có lực chốt khá là mạnh cây đến giờ kết thúc phiên thì chốt một triệu cổ phiếu như vậy tuần tới ở vùng 52 năm 53 năm tại đây là test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta để tính toán phương án đảo long về khoảng quanh vùng 57 đến khoảng quanh vùng 60 cổ phiếu DG đang giao dịch khá là hay nhưng phiên kết tuần thì đuối quá nha từ 20 đến 23 khá hay khi mà nó ngập ngừng ngập ngừng quanh vùng 29 thậm chí có thời điểm đẩy lên vùng 29.5 29.7 nhưng mà cây đến kết tuần thì lực bán của DG khá là khỏe là là mạnh luôn và có thời điểm thì DG bán thủng vùng 27.5 Có rút chân lên nhưng cái điểm rút chân này không đáng kể Cho nên là tuần tới ra 27.5 Và điểm sâu hơn sẽ phải là vùng 26.8 đến khoảng quanh vùng 27 à, Tiếp tục đánh giá à, cái điểm hỗ trợ của DG ở vùng này Đất xanh cũng đang hay nhưng mà kết tuần thì cũng hỏng luôn Đấy câu chuyện là như thế 17.5 Đấy và dự kiến là, là, là đánh lên đâu đó vùng bao nhiêu nhỉ 10, 19 nhưng mà chưa đạt ngập ngừng quanh 17 có điểm test lại 17 nhưng mà phiên ngày hôm nay nói chung là nó cây nến này nó thủng vùng 17 đấy các anh chị nhờ khi nó thủng cái này thì khó lắm. cho nên là vùng 16 16.2 khả năng tuần tới chúng ta sẽ phải nghiên cứu ở quanh vùng này Novaland đầu phiên nó rất là hay à, nhưng cuối phiên thì thế nào à cũng cũng may là chưa bị gãy vùng 14 đây trong hai tuần vừa qua thì chúng ta có nói vùng 14 dự kiến công lên vùng 15.5 đến vùng 16 và đây là điểm này là vùng 15 này sau đó thì phiên ngày hôm nay nó bắt đầu nó quay trở lại chỉnh cung khả năng tuần tới thì nó cũng khó khó để một mình nó có thể gì nó làm nên một cái lịch sử gì đó không anh chị và nó cũng sẽ phải quay lại quanh vùng 14 14.2 Cổ phiếu PDR, ấy, PDR sao chia nhỉ? thì về cơ bản là trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng nói rồi PDR sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật 25.5 và cản thì chúng ta dự báo quanh vùng 27.5 trên thực tế thì nó đi được khoảng quanh vùng 26.8 và phiên ngày <laughs> phiên ngày hôm nay thì nó chỉnh cung cây nến của à, của PDR nó rút chân khá là ác đấy đó chứng, tỏ là nái nó đỡ cũng khá là ngon vùng 25 25.2 tuần tới sẽ làm việc ở biên này à, trong trường hợp test tích lũy thành công thì như vậy thôi chúng ta lại tiếp tục vùng 27 27.5 Mục tiêu thì như vậy, đây là vùng cản mà nên là chúng ta ở đây là hỗ trợ này. Đó, và có thể là có một cái hỗ trợ sâu hơn trong trường hợp nếu nó thủng vùng 26. Trong trường hợp mà nó hoàn toàn có thể có những cái câu chuyện đó các anh chị nhé chúng ta đừng có nghĩ là vùng 26 à vùng 25 là vùng chắc, chưa chắc đâu. Đấy, bởi vì là câu chuyện là trong cả một tuần giao dịch chúng ta sẽ không nắm không 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 thể là gì, ta tiên lượng được hết và chúng ta cần phải xem tín hiệu nếm tín hiệu nến đến đâu thì chúng ta sẽ phân tích đến đấy ví dụ trong trường hợp nó có gặp một cây nến đỏ đặc mà nó đè gãy vùng 25 như thế này đúng không ạ thì chắc chắn rồi chắc chắn rồi là không có một cái lý do gì để nó không về vùng 24 24 3 24, 24 5 cả đấy nên là câu chuyện là kể cả bắt đáy thì chúng ta cũng phải hiểu được là à như vậy khi nào bắt đó. và khi nào thì cổ phiếu hay là thị trường có thể đảo pha các anh chị đúng không ạ và chúng ta sẽ chờ đợi những cái chân sóng đó các anh chị lưu ý nhá Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán và đối với nhóm ngành chứng khoán thì trong tuần vừa qua nhóm ngành chứng khoán đạt target kỹ thuật về cơ bản đã đạt và cũng hai cây hai phiên hai phiên phiên một phiên giảm một phiên hồi tức là hai phiên thì nhóm ngành chứng khoán cũng có một cái đồ chỉnh rất là sâu như vậy thì <laughs> rất chia buồn nhưng những anh chị em mà chúng ta đua khoảng phiên ngày 22 như vậy là cũng có một cái mức lỗ khi mà cổ phiếu về đến tài khoản Còn lỗ bao nhiêu hoặc như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích Cổ phiếu VCI ở vùng 48.6 đến 49 Và chúng ta dự báo ở tuần này thì VCI sẽ ngắm lên vùng tam ghét Ở khoảng quanh vùng 51.5 đến vùng 52 Hoàn thành luôn ta ghét kỹ thuật tuần Và sau đó thì VCI có một cái nhịp chỉnh rất là mạnh Trong phiên ngày hôm nay thì nó đạp về 47 và nó có rút chân lên Tuy nhiên là điểm rút chân này thì như quan điểm chung thôi Chắc chắn nó sẽ test lại 47 và cái câu chuyện nó test về đến 47 thì nó có test tích lũy thành công hay không thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp các anh chị nhé. <laughs> HCM ở trong tuần chính thức hoàn thành target vùng 31 và phiên ngày hôm nay thì nó quay trở lại nó test cái hỗ trợ tuần ở vùng 29, rút chân lên trên vùng 29. À, tuy nhiên với lực bán khá là mạnh như thế này thì khả năng tuần tới uh, HCM sẽ ở khoảng quanh vùng 27.7 đến khoảng quanh vùng 28 tiếp tục phân tích tại vùng hỗ trợ này. SSI <laughs> 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 trong tuần thì chúng ta dự báo target kỹ thuật ở vùng 37.5 và các anh chị nhìn thấy đây là cái điểm này nó suýt soát đạt 37.5 lên ở vùng 37.3 thì đây này đấy <laughs> và chính thức trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 35.8 với lực sọc rất là mạnh ở cuối phiên có thời điểm là đã mất vùng 35 cho nên tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục à, phân tích xu hướng tích lũy chỉnh nền của SSI ở khoảng quanh vùng 34.7 đến khoảng vùng 35 VND thì có những cái thông tin không được cho tích cực cho lắm liên quan đến các cái tin đồn dẫn đến câu chuyện là trong tuần vừa qua chúng ta dự báo vùng hỗ trợ cái tuần 21.4 cộng trừ 2 và ngắm lên ở khoảng quanh vùng 22.6 28 nhưng mà trên thực tế thì nó đi lên được khoảng quanh vùng 22.3 và <laughs> sau đó nó chỉnh công phiên kết tuần bản chất là phiên ngày 23 thì nó dính tin và phiên ngày 24 thì nó chỉnh chung với cả thị trường và đồng thời nó bị mất cái điểm hỗ trợ nên khả năng là gì ở quanh vùng 19.3 19.3 đến khoảng vùng 19.5 sẽ là biên mà chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá đối với mã cổ phiếu VND FTS ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung ta ghét đạt đúng không ạ chúng ta dự báo này vùng 46.6 thực ra FTS là chia nhé anh chị chia và tuần vừa qua thì suy soát tí nữa nó kéo 49 nhỉ cái nến này nếu như mà nó về đến vùng 49 nó mới trả cung thì coi như là nó đánh như giao án bởi vì chúng ta dự báo là khả năng kéo về quanh vùng 49 thì nó cũng sẽ sẽ đạp mà. Cái nến này là nó kéo lên được đến vùng 48 chấm mấy, 40 điểm xem nào. 48.5. Cách 0.5 nữa thì đạt được cái target mà chúng ta phân tích và phiên ngày hôm nay thì nó cũng có một cái điểm điểm đạp khá là sâu về vùng 44 rút chân lên. À, tuy nhiên, về cách thức kỹ thuật thì như vậy tuần tới sẽ tiếp tục test 44. Trong trường hợp test thành công thì sẽ đảo long còn trong trường hợp test thất bại thì à, sẽ tiếp tục À, chúng ta phải tính toán đến vùng 41.5 đến khoảng quanh vùng 42 SHS thì giai đoạn vừa qua là giai đoạn tích lũy à, Tuy nhiên là điểm 19.2 19.5 thì cái điểm 19.2 phiên kết tuần nó bị mất các anh chị này với lực bán khá là mạnh có rút chân lên à, Tuy nhiên là cái điểm rút chân này thì quan điểm của Hùng nó cũng chưa 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 thực sự thuyết phục nên à, tuần tới thì nó sẽ <laughs> có vùng 18.4 và điểm xa hơn sẽ là vùng 18 tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục làm việc và chúng ta sẽ phân tích VX đạt được uh, target ở uh, VX đạt được target ở quanh đâu nhỉ? Quanh 18.8 à. Suýt soát đạt thôi chứ còn chưa đạt được cái anh chị. 18.7 mấy. Rồi sau đó nó chỉnh cung. Hai lần, hai lần test dưới và có câu lên. À, tuy nhiên là điểm này thì khả năng là khó rồi bởi vì uh, tín hiệu đường MACD hiện tại thì đang khá là xấu. Và chúng ta thấy rằng là vùng 7.4 ở đây này sẽ là cái điểm biên mà chúng ta sẽ tiếp tục phân tích làm việc trong trường hợp tích thành công ở điểm này thì như vậy đảo long nhưng mà thất bại vùng này thì đương nhiên chúng ta phải hướng đến đó, các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ phải hướng đến vùng 16.8 đến khoảng quanh vùng 17 AGR trong tuần suy soát đạt target 21.21.5 phiên ngày hôm nay thì nó bị mất vùng 19.7 cộng trừ rồi và suy <laughs> à, soát suy soát mất 19.65 là có cái độ rút chân ở đây. À, tuy nhiên khả năng tuần tới thì cái câu chuyện nó rút chân xong thì nó sẽ quay trở lại nó test và chúng ta phải tính toán cái điểm 18.8 đến khoảng quanh vùng 19, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với AGR tại đây. VDS ở trong tuần hoàn thành target kỹ thuật ở vùng 23 rất mát luôn và đặc biệt cái điểm 20.7, 20.5 khá là tốt. Ở đây thì nó đang chỉnh cung và các cái điểm chỉnh cung này thì như vậy là tuần tới chắc chắn rồi, nó sẽ hạ về đây thôi, vùng 21.21.3 21.5 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 20.8 đến khoảng quanh vùng 21. Order S ở trong tuần cũng hình như là cũng đạt target nhỉ, xem nào. Đạt target chúng ta đề ra, đạt luôn các anh chị. Đó, điểm 15 15.1 là biên hỗ trợ này. Và cả kỹ thuật là vùng 15.8 đạt luôn ở trong phiên giao dịch ngày 23 và hiện tại thì nó cũng đang có một cái lực chỉnh tương đối là mạnh phiên ngày hôm nay có bung qua vùng 15 Tuy nhiên là nó có rút chân lên điểm rút chân này thì cũng chung thôi một tí chung là sẽ quay trở về ít nhất là test sâu nến tức là ít nhất là nó sẽ phải quay trở về điểm 14.8 và điểm sâu hơn thì khả năng ở đây sẽ là khoảng quanh vùng 4.5 đến vùng 14.6 CTS ở nhịp vừa rồi thì cũng kéo mắc lắm rồi và trong tuần vừa qua thì chúng ta có sự báo lên vùng 45 và trên thực tế thì nó đi lên được ở khoảng quanh vùng 44.75 tức là còn có 0.25 nữa thôi là nó đạt mắc cái target chúng ta phân tích ở đây và hiện tại thì nó bắt đầu chỉnh cung rồi cây đến này rút chân tuy nhiên là lực bán khá là mạnh và các anh chị để ý thấy là kể từ cái thời điểm mà cổ phiếu mà đạt mắc target thì tín hiệu đường mã CD nó đang chỉnh đỏ thế này thì như vậy đó là một cái xu hướng khá là xấu của thị trường thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì như vậy tuần tới thì sẽ quanh 40 cộng trừ 2 thôi <laughs> cổ phiếu MBS, MBS ở đây chúng ta có hỗ trợ vùng 31 và mục tiêu thì đánh lên vùng 33 đến vùng 34. Tuần này thì hoàn thành luôn vùng 33 cộng và nó bắt đầu nó chỉnh cung. Phiên này chỉnh 31 chạm 31 thì nó rút chân lên vùng 32 nhưng trên thực tế thì khả năng tuần tới sẽ tiếp tục test vùng 31 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 29.5 đến khoảng quanh vùng 30. À test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các cái điểm cả kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 32 32.5. Tức là câu chuyện tuần tới là nhóm ngành chứng khoán sẽ quay trở lại chỉnh cung và test tích lũy rồi, ok các anh chị nhé. Như vậy thì <laughs> hiện tại thì Hùng đã view cho các anh chị một số à, các cái mã cổ phiếu, một số các cái nhóm ngay. À, rất là cơ bản và chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì về cơ bản là lực bán khá là rác. Tức là nhà đầu tư đã quyết liệt bán cổ phiếu ra ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và phiên giao dịch ngày hôm nay là một cái phiên mà gọi là đặc trưng của mô hình bull trap, tức là kéo tăng ở đầu phiên và sau đó thì đạp mạnh ở cuối phiên để lừa nhà đầu tư. Và lừa nhà đầu tư là phiên đầu phiên kéo xanh để lừa nhà đầu tư là à như vậy tích cực và các anh chị mua đi. Và cuối phiên đạp đỏ thì như vậy là nhà đầu tư nó sẽ khiến nhà đầu tư không không kịp trở tay thì đó là một cái uh, trong những cái yếu tố mà tạo lập họ luôn làm như vậy. Như vậy thì <laughs> đến phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới thì chúng ta lại tiếp tục làm việc ở biên 1257 đúng không ạ? 1255 để chúng ta xem thử xem là ở tại cái vùng đó thì uh, thị trường chúng ta sẽ có thể rút chân được hay không và nhung đã có phân tích đấy là lý thuyết về phân tích sóng á à, thì như vậy là chúng ta ở trong phiên ngày hôm nay thì nó đã có một lực bán rất là quyết liệt và sau cái lực bán đó thì khả năng cái sự bán nó sẽ còn à ra rát ra rát dài và như vậy là chúng ta lại bắt đầu à uh, đi vào một cái sóng chỉnh c khả năng sóng chỉnh c nó bắt đầu hình thành và chúng ta sẽ uh, tiếp tục chúng ta dò xem cái sóng chỉnh c nó sẽ chỉnh về đâu thì cái quá trình mà chúng ta đầu tư chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ có thêm uh, các cái video cập nhật xu hướng thị trường uh, bản phân tích uh, <laughs> tuần này thì xin phép được tạm dừng tại đây uh, xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các cái bản phân tích cập nhật tiếp theo